Cách đây vài ngày, hình ảnh chiếc Changan CS75 Blue Wind Enjoy Edition từ đại lý đã được chụp lại thu hút sự quan tâm không nhỏ của các khách hàng tại Trung Quốc. Lý do là trong khi bản cao cấp Changan CS75 Plus đã ra mắt thế hệ mới, Changan vẫn quyết định cho ra mắt một phiên bản mới dựa trên dòng CS75 cũ. Nhờ vậy mà Changan CS75 Blue Wind Enjoy Edition hoàn toàn độc lạ so với thiết kế của bản thể thao Changan CS75 Plus 2023. Nhìn chung chiếc xe mới về cơ bản vẫn tiếp nối thiết kế ngoại thất và nội thất của mẫu xe cũ, ngoại trừ một số chi tiết khác chúng tôi sẽ liệt kê ngay dưới đây. Phần ngoại hình là bản nâng cấp hàng năm, Changan CS75 Blue Wind Edition sử dụng lưới tản nhiệt hình sao lớn hơn và được sơn đen, logo chữ S màu đỏ được gắn lên lưới tản nhiệt trước cũng như đuôi xe, nhờ vậy mà phong cách tổng thể đã thể thao hơn. Cả 3 phiên bản xe đều được trang bị đèn pha full LED tích hợp đèn chiếu sáng xa và gần, cũng như đèn chạy ban ngày LED theo tiêu chuẩn. Tùy bản mà xe sẽ được trang bị mâm 17 inch, 18 inch hay 19 inch, đi kèm là lốp có kích thước lần lượt là 225, 65 giờ 17, 225, 60 giờ 18 và 225, 55 giờ 19. Cửa sổ trời chỉnh điện là trang bị tiêu chuẩn cho 3 bản Changan CS75 Blue Wind Edition, nhưng chỉ mẫu xe cao cấp nhất có cửa sổ trời toàn cảnh. Phần phía sau giống như mô hình hiện tại. Đuôi xe với ốp sườn và ống xả đôi là điểm nhấn, tiếp đến là đèn hậu dài hết đuôi xe và logo Changan đặt chính giữa. Hệ thống treo bao gồm phuộc mờ cờ phơ xôn phía trước và hệ thống treo độc lập đa liên kết phía sau, đảm bảo hiệu quả sự thoải mái và độ tin cậy của xe. Kích thước của xe Changan CS75 Blue Wind Edition bao gồm chiều dài, rộng và cao lần lượt là 4650, 1850, 1715mm, chiều dài cơ sở 2700mm. Xe có các màu sơn đen quý phái, nâu đất, đỏ ngọc lục bảo, trắng cổ tích và xám Andean. Phần nội thất là một mẫu SUV cỡ nhỏ nội địa. Xét về góc lái nội thất, phiên bản Changan CS75 Blue Wind sở hữu thiết kế nội thất đơn giản nhưng hiện đại. Cả 3 mẫu xe đều được trang bị bảng đồng hồ LCD 7 inch và màn hình giải trí lớn 10,25 inch. Màn hình cảm ứng này có độ phân giải 1920x720 và hiệu ứng hiển thị tinh tế hơn. Điểm đáng khen nữa là cả 3 mẫu xe đều có ghế ngồi được bọc da giả vân hạt mịn, đồng thời trang bị cổng USB trước sau và cửa gió điều hòa hàng ghế sau. Về các cấu hình khác, mẫu xe hàng đầu cũng được trang bị hệ thống kết nối thông minh trên xe đầy đủ tính năng, hệ thống kiểm soát hành trình và hệ thống toàn cảnh 360 độ. Nhưng cả 3 mẫu xe đều hỗ trợ hệ thống đỗ xe thông minh, hình ảnh lùi và hệ thống hỗ trợ đỗ xe bằng radar. Về trang bị tiện nghi, toàn bộ dòng xe đều đạt tiêu chuẩn với hệ thống ra vào không cần chìa khóa, khởi động bằng một nút bấm, gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện tích hợp sưởi, điều hòa tự động và bộ lọc PM25 than hoạt tính. Điều có thể đưa ra nhận xét không tốt là không có mức tự động giữ tối thiểu, auto hold. Về loa ô tô, cấu hình thấp là 4 loa, cấu hình cao là 6 loa. Động cơ của xe. Về sức mạnh, xe mới được trang bị động cơ tăng áp BlueWin 1.5T nhưng có 3 phiên bản là hộp số sàn 6 cấp và 2 bản sử dụng số tự động 7 cấp. Công suất tối đa từ 177 mã lực đến 180 mã lực và mô men xoắn cực đại 300 Nm. Dù sử dụng hộp số nào, các xe Changan CS75 Blue Wind Edition đều được trang bị tính năng Auto Start Stop, 3 chế độ lái. Mức tiêu thụ nhiên liệu toàn diện chính thức của bản số sàng là 6,2 lít trên 100 km, còn số tự động là 6,5 lít trên 100 km. Nhận xét, doanh số cộng dồn của Changan CS75 trong 8 tháng đầu năm 2021 là 209.700 chiếc, chỉ đứng sau con số 242.500 chiếc của Haval H6. Vì thế, việc ra mắt của Changan CS75 Blue Wind Edition có thể mang đến sự lựa chọn cho những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc SUV nhỏ gọn, trong tầm giá chỉ từ 102.900 nhân dân tệ đến 119.900 nhân dân tệ, tương đương 351 triệu đồng đến 409 triệu đồng.